Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube mình nha. Hiện tại thì mình đang có mặt ở sân vận động Cần Thơ. Hôm nay thì mình sẽ chuyển một cái chủ đề, chuyển qua đua xe để gửi đến quý khán giả và mọi người cùng xem ha. Thì hôm nay thì gồm có tất cả là 56 tay đua, đâu đó là khoảng chừng 39 câu lạc bộ. Xe thì đua 3 hệ, Yazet 125, Sibo 120 và Excenter 150 ha. Thì dòng loại của Yazet 125 là chuyên nghiệp, gồm là 16 tay đua, bán kết thì 8 dòng, chung kết thì 10 dòng. Còn dòng loại của Sibo 120 bán chuyên nghiệp là 24 tay đua, bán kết là 6 dòng, chung kết là 8 dòng. Còn dòng loại của Excenter 150 là hệ bán chuyên nghiệp, là gồm 16 tay đua, bán kết là 6 dòng, chung kết là 8 dòng. Bây giờ thì tất cả những vận động viên đang làm lễ khai mạc, để chút nữa thì sẽ bắt đầu là đua ha. Bây giờ thì tất cả đã chuẩn bị làm lễ. Hôm nay là một ngày có thể nói là khá là mây mưa các bạn. Giờ này thì vẫn còn mưa từ sáng đến giờ. Cái mặt sân hiện tại đang cực kỳ là ẩm ướt. Đây, trước tiên là hệ Sibo sẽ thi đấu trước ha, là thi đấu là 6 vòng sân. Thì mình thấy là có bên công ty tàu phà Phước Châm, với lại là thêm cái anh xanh xanh ở chính giữa, thêm một cái anh đỏ đỏ ở kế bên, không chính xác là bên hai câu lạc bộ đến từ đâu ha. Bây giờ thì chuẩn bị vào hoạch xuất phát nha các bạn. Hệ Sibo thì có 6 vòng đua. Công ty tàu phà Phước Châm giữ thiệt chứ. Có tàu Hà Long Hiếu. Tàu Hà Long Hiếu với lại là thấy Phước Châm, hiện tại là Phước Châm đang dẫn đầu thứ hai. Thử các bạn, quá hay, quá mau lửa. Tiếp tục là dòng loại thứ hai của hệ Sibo ha, dòng thứ hai mấy anh đã vào vạch xuất phát. Thì cũng như mình nói là cái vấn đề đua xe này mình cũng không có quá rành về dòng loại dòng ngoại, cho nên anh chị cô chú nào xem thì có gì sót thông cảm cho mình nha. Bây giờ thì mấy anh đã chuẩn bị vào vạch xuất phát, bắt đầu 3, 2, 1. Xuất phát lại ha, có lẽ là hơi trục trặc kỹ thuật chút xíu.
xuất phát lại thì mấy anh đã chuẩn bị vào vị trí. Chắc có lẽ nãy là trục trặc một cái kỹ thuật nhỏ gì đó. Để vàng một anh nè. Đang chạy dẫn đầu, hình như là không ai theo kịp phía sau. Wow. Khoảng cách là hầu như là không thể nào theo đổi kịp. Rồi anh này sao mà chạy chăm kỳ luôn rồi. Bây giờ mình sẽ cho bạn xe dàn dẫn đầu đây. Đâu mất tiêu hết trơn rồi. Rồi rồi rồi, lý do gì phát cờ nữa rồi. Xuất phát lại nữa hả? Chắc có một cái gì trục trặc ở phía đằng kia hay sao đó, cho nên là mấy anh cứ liên tục thay đổi xuất phát lại. Hồi nãy thì có một anh đã bị thẻ vàng rồi, cho nên là bây giờ tiếp tục là xuất phát lại. Bầu trời bên trên thì mưa khá là nhiều các bạn. Đây có lẽ là trọng tài đang nhắc nhở những vận động viên. Rồi thẻ vàng thứ hai nữa. Vào vị trí. Hai cái luôn. Thì anh màu vàng đều dẫn đầu. Thì anh đang dẫn đầu với một khoảng cách khá là xa. Sóc cho anh ấy rồi đây. Chắc có lẽ là do đường khá là mưa. Chờ. Ba anh chạy ba vị trí khác nhau cho nên là cái góc hình mình quay có thể nào không hết được. Kinh nghiệm giữ trời ha, mang cái số hiệu là 199. Rồi đây là có lẽ là cái vòng đích ra. Về nhất nha các bạn. Vòng loại thứ hai, Vườn Lan Thảo Ngân. Vòng loại đầu tiên của hệ Sipo là dòng trước á, thì Tô Hà Long Hiếu. Dòng thứ hai là của bên Vườn Lan Thảo Ngân ha. Giờ thì sẽ chuẩn bị tiếp tục là dòng loại thứ ba của hệ Suzuki Sipo. Tiếp tục là dòng loại thứ ba của
Suzuki Sport để chuẩn bị ha. Có một chiếc xe nó hơi bị trục trặc các bạn. Rồi bây giờ thì chỗ trọng tài đang cho xe vào vị trí để xuất phát chạy vòng loại thứ ba. Thì cũng như nói là tại Sibor này là chạy 6 vòng ha. Wow, của bên công ty Tàu Hòa Phước Trâm lại có một chiếc đang đứng vị trí thứ 3 nha các bạn. Tiếc quá, bị cái máy bị trục trặc, mang số hiệu là 33. Đây tiếp tục là dòng loại thứ tư của Suzuki Sport ha. Các anh sẽ chuẩn bị vào quạch xuất phát. Có một chiếc xe của công ty tập hợp Phước Trâm đang gặp một cái sự cố nhỏ nhỏ đang khắc phục. Bây giờ thì mấy anh đã vào quạch xuất phát ha. Của công ty tàu Hòa Phước Trâm là đứng vị trí thứ hai ở bên góc bên tay trái mà hình nhìn vô. Qua giữ một màn qua mặt cắt đầu hay nó là đỉnh của công ty tàu Hòa Phước Trâm các bạn. Mang đang đứng vị trí số 1. Bốn chiếc này chạy khá là đều và đẹp ha. Ai cũng đeo bám nhau một cách là hết sức là táo bạo. Trời ơi, anh kia tính là qua mặt, qua dữ dằn nha. Có một sự là vượt mặt nhau. Qua dữ, qua mặt luôn các bạn, quá hay. Đang đứng vị trí số 2, anh lên vị trí số anh lên vị trí số 3. Điểm cho anh các bạn. Đây đang có một sự gì đó khá là táo bạo ở đây. Wow, bốn anh này phải nói là cực kỳ là hấp dẫn các bạn. Đó. Có lẽ là anh đang tìm cách lên vị
trí số 1. Wow, đó là cực kỳ hấp dẫn. Đó, có lẽ là anh xíu nữa thôi thì anh đã lên một vị trí tiếp theo nữa rồi. Kinh nghiệm các bạn, qua sôi nổi, không biết là anh có lên được vị trí số 1 hay không đây. Ôi ơi, lên số 1 luôn. Suzuki Sport dòng loại thứ 5 để chuẩn bị bắt đầu. Và một dòng này dòng nữa thôi thì kết thúc dòng loại của Sport ha. Chuẩn bị cực kỳ là hấp dẫn. Đây, hiện tại thì hai anh ấy đang dẫn đầu. Quyết liệt ở phía sau. Suzuki Sport. Mấy anh sẽ vào vị trí ha. Thì hết dòng loại này, tiếp theo thì chắc có lẽ là Yazet hay là Accenter gì đó, các bạn nhớ đón xem tiếp theo ha. Giờ thì anh đã vào vị trí xuất phát. Sự đeo bám khá là quyết liệt ở phía sau ha. Rồi, 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 rồi. Anh số 4 anh dựng lên vị trí số 2 luôn. Quá dữ. Rồi, có một anh chạy ở sau luôn rồi.
thực gì đó. Bây giờ thì sẽ trở lại vị trí xuất phát ha, hay là xuất phát bị trục trặc rồi. Tổ trọng tài đang nhắc nhở. Một kha cách khá là quyết liệt. Xuất phát lại nữa. Đây vậy là có một anh đã có thể là bỏ tù rồi các bạn. Giờ mình thấy còn có ba người đây. Đây chưa, trọng tài là phát tay là chưa ha, bầu trời bên ngoài thì đang mưa. Bây giờ thì ba xe thôi. Một mình lên anh là chạy khu quơ luôn. Này anh thả ga anti cũng ăn nữa các bạn. Anh đang đứt hai vòng rồi, hai vòng xăng đó nha. Rồi bây giờ tụi lúa cho là ba người ba hướng. Mẹ này té một cái lưng lát cho luôn. Nữa anh không bỏ tù rồi, anh theo kìa. Anh này chạy máu dữ. Kìa nguy hiểm quá, đang đu bám quyết liệt. Mặt không thể nào tin nổi. Có lẽ là anh đang vươn lên đến vị trí số 2 ha. Sự chiến đấu phải nói là táo bạo. Cách te thôi phía sau luôn. Rồi giờ các ông chạy trước, thành ông chạy sau. Anh này thì chắc ăn là lâu nằm trong rồi. Rồi giờ ba anh chạy tựa lưa hết trơn luôn. Đội trọng tài đang chuẩn bị phát rồi. Dữ dằn thiệt, anh này là tinh thần chiến đấu khủng khiếp này. Suốt vô đó một cái là tại vì cái đường nó khá là trơn cho nên nó chợt ghê lắm.
Rồi thì có lẽ cái video mình xin tạm dừng tại đây nha. Các bạn hãy nhớ đón xem dòng lõi tiếp theo của là Gia Chép hay là Adventure gì đây. Thì mọi người cùng xem tiếp ha.